Kính thưa quý vị, tôi tên là Vàng Trị Mình, công dân Mỹ, hiện đang sống tại tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Tôi vẫn là một người Việt Nam thuộc sắc dân thiểu số Mông, sống ở vùng núi cao nguyên Việt Nam. Tôi lên tiếng ủng hộ dự luật nhân quyền cho Việt Nam, bởi tôi và dân tộc tôi là nạn nhân trực tiếp của chính quyền Cộng sản Việt Nam kể từ năm 1963 đến nay. Ở Việt Nam, người Mông chúng tôi có khoảng 1 triệu người sống chủ yếu tập trung ở vùng núi đắp tại phía Bắc, giáp với Trung Quốc. Giai đoạn năm 1963 đến năm 1978, nhà cầm quyền Việt Nam đã thực hiện chiến dịch khai hoang đưa người Kim từ các vùng đồng bằng lên chính bản làng của chúng tôi, phá hoại tập quán văn hóa bản địa của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi phải chịu sự chi phối lãnh đạo của những người Kim. Các chính sách người Mông đều bị bãi bỏ. Khoảng 5 triệu km2 đất kinh tế bị người Kim cướp và chiếm. Từ năm 1990 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam ra sức đàn áp sắc tộc chúng tôi vì lý do theo đạo tin lành. Năm 2011, trong vụ án Mường Nhé ở Điện Biên, chính quyền Việt Nam vu khống đạo tin lành của chúng tôi là tà đạo và lấy cớ bắt công khai gần 100 người đi tù. Ngoài ra còn có khoảng 300 người bị bí mật bắt cóc sau đó. Khoảng 1.300 người mong phải bỏ làng bạc đi trốn suốt các tỉnh phía Nam hoặc chạy sang nước khác, Trung Quốc, Lào, Miến Điện và Thái Lan để lính nặng. Toàn bộ các nhà nguyện của chúng tôi đều bị đập phá. Bản thân tôi bị bắt đi tù từ ngày 20 tháng 2 năm 1990 cho đến ngày 10 tháng 6 năm 1990. Và từ 12 tháng 6 năm 1990 tôi phải chạy trốn sang Trung Quốc cho đến ngày 15 tháng 10 năm 1990. Sau năm 1990 tôi phải trốn tại các nơi trên các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Ngày 8 tháng 5 năm 1996 tôi bị bắt đi tù cho đến ngày 22 tháng 11 năm 2004. Năm 2005 bản thân tôi biết rằng nếu tôi không bỏ nước Việt Nam đi ra nước khác thì có ngày nào đó tôi sẽ bị chết vì tay cộng sản nhà cầm quyền Việt Nam. Sau ngày 2 tháng 1 năm 2005, tôi phải trốn tiếp sang Thái Lan gặp đại diện Liên Hiệp Quốc để xin quy chế tị nạn. Gia đình tôi được quy chế tị nạn chính thức vào ngày 20 tháng 3 năm 2006 và cuối cùng được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho gia đình tôi được sang Hoa Kỳ ngày 18 tháng 11 năm 2007. Hiện nay, chính sách đàn áp tôn giáo và kỳ thị sắc tộc thiểu số của nhà cầm quyền Việt Nam đối với chúng tôi vẫn chưa có gì thay đổi. Số người Mông sống tại vùng núi phía Bắc và vẫn không được tự do sinh hoạt tôn giáo. Họ bị bắt ép phải theo Tổng hội Tin lành Việt Nam miền Bắc dưới sự điều khiển của nhà nước Cộng sản. Những người di cư xuống Tây Nguyên bị ép theo Tổng hội Tin lành Việt Nam miền Nam. Cũng vậy, bị đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước Cộng sản. Có khoảng 10.000 người Mông bị chính quyền tiệt thu giấy tờ tùy thân từ 20 năm nay. Chỉ đến khi BPSOS và các tổ chức nhân quyền, trong đó có Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng thì họ mới bắt đầu trả lại giấy tờ tùy thân cho gần 100 người. Nhưng cũng chỉ trả lại ở một địa phương, đó là xã Lincoln, huyện Đắk Rông, tỉnh Lâm Đồng. Ở bản Nạm Vật 1, xã Nạm Bang, huyện Nạm Nhù, tỉnh Lai Châu, một xã gần biên giới Trung Quốc,
có tới trường khoảng 130 người cũng không được chính quyền thừa nhận quốc tịch do tập quán chung người Mông Việt Nam kết hôn với người Mông Trung Quốc. Tình trạng trên kéo dài đã từ năm 1974 đến nay. Chỉ đến khi tổ chức của BPSOS liên tiến thì ngày 3 tháng 11 năm 2021 vừa rồi họ mới bắt đầu chấp nhận làm thủ tục giải quyết quốc tịch cho những người này. Hiện nay ở Thái Lan, Mỹ Điện, Lào và một số nước Đông Nam Á khác đang có khoảng 2.000 người Mông sống lay lắt tìm quy chế tị nạn. Họ không thể về lại Việt Nam vì sẽ bị bắt đi tù, không thông qua một phán quyết của tòa án. Vì những lý do trên, tôi mạnh mẽ ủng hộ dự luật nhân quyền HR 3001. Tôi kêu gọi lưỡng Việt Hoa Kỳ thông qua đạo luật này để giúp đỡ sắc dân thiểu số chúng tôi có cơ hội tìm lại công lý. Kính chào quý vị và chị mình.